Vâng, và chúng ta đến với trận thi đấu chung kết. Vâng, chung kết cho buổi tối ngày hôm nay. Bên kia là có Seang, dường như là hai Greg, dường như là hai Greg Seang IC. Đây là Greg đến từ núi Exciter Miwan. Miwan đầu cánh à, nhưng mà đây là bãi quả đôi này. Được đấy, quả đôi lại được canh bởi hai con sư tử. Mớ Katha. Vâng. Và cuối cùng là Vơ Sang đây rồi. Cái tôi cần đây rồi. Kenny Sang. Như vậy là bên kia đẹp hơn một chút khi mà có AC. Vâng, bên kia hai Greg Sang AC, bên mình là Sang Katha Greg và Miwan. Quân là đẹp hơn cho bên kia. Đến với máy Sang của Vơ 13-16. Có 7-4. Sáng khác ông em từ rất sớm. Không có đồ ăn gì nữa không? Có bãi quả phụ nữa thì tươi. Ở đây bãi quả chính chỉ ở bãi quả 6. Có voi kìa. Đẩy con dân kia lên câu voi luôn và tôi đã thấy cái quả phụ. Con anh đói đến mức phải ăn cả đại bàng á. Tôi thấy dấu hiệu của bà quả phụ đây rồi. Như vậy là ổn đến từ Vơ. Đang đến với nhà đấu cánh mỗ Katharian. Cũng có một con voi về. Một bầy hươu ở cạnh BS. Vẫn cần đồ ăn. Có quả phụ chưa? Vâng. Khe hơi ảo. Đây rồi, quả phụ đây rồi. Như vậy tạm ổn đến từ màn hình máy Katha. Đến với núi xem vào núi thế nào rồi, và có một đôi voi này, có quả phụ, có hươu, cũng đủ đồ rồi. Cuối cùng là Minoan của Exciter, 26 dân, một trận là đánh cung A. Trận này một trận sẽ phải đánh cung A đây khi mà bên kia có Sang cũng như AC. Vâng, quả đôi nhưng vẫn phải đóng thêm G. Có một con voi câu về cái S đi. Đầu cánh ấy. Katha thì Katha đã kích đời, trận kích đời khá sớm sủa. Vâng, bãi vàng là cũng được, cũng khá đẹp. Trận Katha có hook.
Qatar có ý định không nhà à? Không, như vậy là Qatar chưa lên đời hai cơ. Hơi 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 căng, cứ nghĩ là kích rồi. Nhưng như vậy là kích đời hai chứ không phải kích đời ba. Thôi, đến với Sang đi. Sang của vơ. Hôm nay là 28. Cung A, à quên, cung R. Như vậy là chúng ta còn nhà của núi. Núi đã có giò và chọc được vào nhà của màu 7 phía 12 giờ. Màu 7 là AC Real. Rồi đủ công giáp nhưng vẫn chưa ăn được con dân nào. Hơi căng. Dummy. Như vậy là Dummy AC. Không có chéo con dân này. Ai có gỗ cho núi 100 gỗ đi. Đưa dân đi đâu đấy? Đi ăn à? Như vậy là một trận mà Dummy vào nhà AC của game thủ gần núi. Nhìn trên bản đồ con chúng ta có thể thấy được nhà của AC rất kín. Y cũng không có quá hiệu quả trong trận đấu này. Ra chuyển sang màn hình máy của mỗi xem nào. Thôi. Exciter đang bị chém màu 5 lọt vào. Mẹ vào chém vào lọt vào kìa. Này chỉ còn là 18. Căng. Rất căng. Nở được một vài con cung A sẽ ăn. Tình hình là màu 2 khá yếu. Còn có quân để cứu màu 2 thôi này. Ra cùng xem tình huống này. Ra cùng để ý tình cùng dõi theo tình huống này. Vâng, chạy dân đi. Đúng rồi. Rất nhiều gỗ. Nhào 7 quá đẹp. Và cùng đời gì đã đẩy ra. Ra đến với mảnh máy của Sang đi. Cung R màu 8 đang đẩy xuống. Cung R màu 8 cũng là cung R Sang. Màu 6 vẫn có những con chém để đi chọc máy. Rất khó chịu. Hôm nay là 50/72 đến từ Kenny Sang.
cần có một tên đẩy đẩy xuống nhà mẫu 8 đi. Nhà mẫu 8 đang đẩy mẫu 3 của mỗi kìa. Và cùng đến với mảnh máy của mỗi. Lai là 32 đến 60 nhưng đang bị cụm R sang đẩy. Vẫn còn lạc đà. Tôi này con đây cung giờ của sang đẩy xuống đi tốt, tốt rồi. Như vậy là xong vào chém luôn đi. Ăn được tên cung giờ này đến từ game thủ mẫu 8. Vậy em bảo rất tốt. Nhưng vẫn còn cái nỗi lo AC. Trở lại với xem, timeline đã là 63. Hiểu sao mà 6 vẫn có những con chém để đi chọc máy được. Màu 6 vẫn khó, rất khó chịu kìa. Cung màu 7 đã đẩy xuống kìa. Cung màu 7 và chém màu 6 đang ở phía 12 giờ xuống. Chạy dân đi. Chém màu 6 lọt vào. Nhưng đây là có cả cung Ai Milan. Vậy em vào bắt hết chỗ chém này. Nhà mẫu 8 ở lưng chừng bản đồ thôi. Cẩn thận đấu đi, quân cẩn thận nhá. Cả cung là cả cung A đứng quân cẩn thận. Tôi này sẽ phải rất cẩn thận khi mà màu 7 bên kia đang rất khỏe. Số của màu 7 AC đang cao nhất bản đồ. Một tên móc ngược lên. Rất khó chịu đến từ những con chéo của 16. Hôm nay vẫn nở được. Hôm nay đã là 71 trên 76 đến từ sang của Vơ. Màu 6 ở lưng chừng bản đồ và khả năng là màu 8 ở phía 3 giờ. Tám mươi bốn trên 96 đến từ sang. Chúng ta cùng đến với màn hình của chém chém mỗ đi. 33 đang bị vẩy e bắt lạc đà nhưng ôi kìa. Rất ui giời ơi. Vâng, thôi rất may là đã có cung Nga một một hai, không thì tuần đấy mà bị mất chỗ dần đấy thì đúng là siêu thốn. Tham lai lai mình đang bị đè thì kêu 7 ở 18 vẫn vẫn to. Bảy cầm Messi vẫn khá thành công. Exciter 27 vẫn không 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 quá khỏe. Núi 21 còn quân là tốt rồi.
xăng. Hôm nay đã là hơn 1 lít. Tăng ga là rất mãnh liệt đến từ vơ. Và đây là những giây phút khá yên bình của trận đấu. Sẽ báo hiệu có một tơn giao tranh lớn sắp tới. Đây rồi. Có sự xuất hiện của cung R AC lùi cung về phía nhà mình. Sóc quân đi. Tiếp tục vẽ ruộng. Trâu lên. Và đã chuyển A. Tốt lắm. Đây là một tên có cả cung đầu màu 7 lẫn màu 8. Chém màu 6 đang nhăm nhe muốn đòi vào nhà của vơ, nhưng đây là một tên có rất dãy BE kia là rất dày nên thông tin báo về màu 7 đã lên 4, căng rồi. Cẩn thận chém lọt vào kìa. Vâng, bắt hết chỗ chém này của màu 6 đi. Tốt lắm, rất tốt. Màu 6 không còn nhiều quân đâu. Hai 30 đến từ Katha. Rất khó. Họ 7 đã lên 4. Rồi lên 4 thì khả năng là đánh hot kẹp ca. Núi đâu? Núi là 19. Exciter 47. Đã là 5x. Chúng ta phải thấy màu 6 sóc rất nhiều chém. Phải rất rất cẩn thận, không đây là một tên bị mất quân này. Đã ui giời. Ui giời. Vâng, thôi mất cung A rồi. Khó. Đây tên châu quân đến từ các game thủ bên phía Scorpius. Và liệu một mình sang có thể cần được cả bản đồ khi bên kia là một sang và một AC. Vâng, hôm nay vẫn là 1.5 lít nhưng nhà đang bị công khá nhiều phía. Cung đờ 17 tăng nhiều A vào. Một 141/200. Màu 6 chúng ta thấy là có cực kỳ nhiều chém. Nhưng mình đã lên 4. Sóc hot đi. Thiếu vàng. Đơn thiếu vàng khá trầm trọng. Và như vậy là tỷ số là 3-2. Vâng. Trận thi đấu mà bên kia thi đấu hay như bên mình hơi lỗi và tỷ số VC là 2-1. Vâng, và khả năng sau trận yếu này là chúng ta tạm biệt nhau tại đây thôi. Chúc các bạn một đêm ngủ ngon.